Hiến tặng mô và tạng để cứu giúp người bệnh là một việc làm mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, với thông điệp cho đi là còn mãi. Thời gian qua, việc đăng ký hiến mô tạng ở tỉnh đã và đang lan tỏa, thu hút nhiều người tham gia, qua đó góp phần mang lại niềm hạnh phúc cho những số phận kém may mắn. Đã 5 năm sau cái chết của chị Hoàng Thị Trâm, nhưng nhiều người dân ở thôn Đồng Tiến, huyện Hoài Châu vẫn nhớ đến chị bởi nghĩa cử cao đẹp, đó là chị đã hiến giác mạc để giúp những người không may mắn bị khiếm thị. Mắc bệnh ung thư dạ dày, trước khi ra đi, tâm nguyện hiến giác mạc để lại ánh sáng cho chồng và em chồng của chị không thành, bởi bệnh lý của cả hai người không còn khả năng ghép giác mạc. Vượt qua đau đớn thất vọng, chị vẫn quyết định hiến tặng giác mạc của mình sau khi qua đời. Tâm nguyện của chị được cả gia đình đồng lòng ủng hộ. Bệnh viện cấp cho người khác, người ta cũng được tinh mắt ra thì mừng cho người ta. Cô Hoàng Thị Vang ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang được nhiều người biết đến với người có trên 10 lần tham gia hiến máu và thành phần máu. Nhưng ít người biết, ngay từ năm 2020, cô đã đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi qua đời hoặc chết não để mang đến cơ hội sống cho nhiều người. Xuất phát từ tấm lòng mình thấu hiểu người bệnh, muốn nối lại sự sống, tôi đã ấp ủ hơn 20 năm qua. Đến nay mới thực hiện được cái việc đăng ký hiến mô tạng. Và đi bất kể nơi đâu, tôi vẫn cứ lan tỏa. Trong 4 năm qua là đã lan tỏa giới thiệu được 2 người. Đến nay toàn tỉnh đã cấp 391 thẻ đăng ký hiến mô tạng, bộ phận cơ thể người và hiến xác cho y học sau khi qua đời. Những người đăng ký đều được Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia cấp giấy chứng nhận đăng ký và Hội Chữ thập đỏ các cấp quản lý theo dõi cập nhật thường xuyên về địa chỉ, nơi ở, số điện thoại và tình trạng sức khỏe. Chúng tôi là đẩy mạnh cái việc tuyên truyền vận động hiến mô hiến tạng và bộ phận cơ thể người. Đây là một việc làm hết sức là nhân văn và mang tính nhân đạo rất là sâu sắc. Cũng mong là mọi người tích cực tự nguyện đăng ký tham gia hiến mô hiến tạng vì cho đi là còn mãi. Hiến tặng mô tạng để trong cuộc đời này có thêm nhiều đôi mắt sáng, nhiều trái tim ấm áp được đập những nhịp đập yêu thương. Và thông điệp cho đi là còn mãi sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong cuộc sống và trở thành phương châm sống của nhiều người dân trong tỉnh.